Xin chào các bác. Buổi sáng chúc các bác vui vẻ. Chào Pin Nọ nhỉ. Mặc áo tay đây, chào vui vẻ. Chào Tiến Kinh. Trẻ mãi không già. Chín bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó. Tưởng chú đem đàn tính. Bao nhiêu lâu rồi anh không ở nhà sàn được không? Ôi, lâu lắm, từ nhỏ rồi. Lâu lắm rồi đúng không? Anh chịu là lớn, ở đây là toàn thể. Chắp pin lỏng ơi, cân tay cả. Đều lớn lên từ nhà tham, hàng hết. Tham lão này là cân tay mất cả. Cân tay, cân tay đây. Đây là... Đứng như ở Đan Tôn đấy nhỉ? Nói là bảo. Chúng mong các cụ phù để chỉ cho team của anh em Nguyễn Tất Thắng mình có một chuyến xuyên Việt gặp nhiều may mắn và đi lại được bình an và nhé. Đúng rồi. Nguyễn Tham này hết thanh mình hở, ba chuối hở, cù đinh cù nhá về cái hở đúng giờ tớ tàn lan tàn thán đất đơn thó hoa quế này. Nhà tớ sẽ khoảng 400 mâm, còn các bác là cũng có các cô về. Sang năm mới tổ chức ăn một chỗ bạn ạ. Năm nay số đi nhỉ? Năm nay là công việc cập nhật nhiều quá, mọi người chưa chuẩn bị được. Nhà sàn này cải tiến nhỉ? Cải tiến lên bê tông rồi đấy. Sàn này. Để mời đi hết rồi. Không cần nữa. Đó, hình như trước đó chở 5.600 rồi. À, Xuân Hữu cảm ơn anh Nguyễn Tất Thắng đã cho Xuân Hữu đồng hành cùng với team anh Nguyễn Tất Thắng và đã có mặt tại nhà Xuân Hữu ngày lễ tảo mộ ngày hôm nay. Hiện tại anh em trong team vừa di chuyển từ Bắc Quang chỗ nhà Xuân Hữu xuống đến Mỹ Bằng, quê hương của anh Tất Thắng, và đây là ngôi nhà riêng của anh. Chà chà. Ok ngay. Chơi chặt đấy. Vừa luôn, cứ nghĩ phải chặt. Có mùi em ấy, anh xịt nước hoa vào anh ạ. Vừa bạn như phép nhỉ. Trời ơi, đẹp không? Vừa không? Đẹp trai không? Thiếu cái mũ. Đấy, đẹp trai, ok ngay. Đây là cốp xe mà hành trình xuyên Việt anh em mình mang đi đây. Đấy. Giảm xe. Uống rượu vô đuổi à? Chấp hết à? Không, mình đi đôi tổ ong vào. Kín hết rồi các bác ạ. Không còn chỗ nào để được. Vâng. Đôi này nghe chừng là khó giặt. Ôi trời ơi, em cũng đôi chỗ nào nữa. Mặc áo tay xong tí được cắt đi chứ. Mặc đi. Đấy, đẹp trai đấy. Vừa ấy. Hiện tại thì anh em vừa đến nhà bạn Xuân Hữu đang có mặt ở Bắc Quang để chuẩn bị cho cái lễ mùng 3 tháng 3 ở nhà bạn Hữu. Bạn Hiệp à? Chào bạn Hữu nhá. Xin chào buổi sáng bạn Hiệp nhá. Lên nhà đi bạn ơi. Đấy, xung quanh nhà bạn ấy cây xanh, cây cối này các bác ấy. Mát không? Này mùa hè thì phải biết nhở. Mùa hè mát lắm bạn ạ. Có cây đào tớ mang từ Su Phi về trồng rồi. Đây là cây đào Su Phi này. Cây đào mang từ Su Phi về. Thế cây ổi này ở đâu? Cây ổi này là cây ổi là của bố trồng. tưởng là cây ổi lại ở một vị trí khác. Chia sẻ với bạn Hiệp nhá, ở đây có một cái cây sâm. Tiếng Tày gọi là cái sâm. Cây sâm này thì là khó trồng lắm, nhưng mà nó lên thì nó ít chết. Cái cây sâm này thì chứa về trẻ con mà đẻ ra, hoặc là những trẻ con còn bé hay bị ngứa, lấy lá sâm này về tắm uống cũng được, gọi là bệnh ngoài da đúng không? Đúng rồi, bệnh ngoài da. Nhưng mà mình đun trong chè cho uống một tí thôi, bắt đầu mình tắm đó. Tắm ấm thôi thì hết đấy ngay. Ở đây là cả làng luôn, bao nhiêu trẻ con bị cái cây này chữa ngứa luôn, toàn lấy cái cây này về chữa. Cây này là cây nhà bạn được ấy nhỉ? Thần tiên đấy, bố không nắm chặt đâu mà cứ để nguyên như này để cả làng ấy thì về vặt lấy. Thảo nào trời phú cho bạn cái giọng hát hay thế. Giúp đỡ trẻ em nhiều. Buổi sáng hôm nay xong lên nhà uống nước. Ok Tông. Nhá. Chúc Tông nhá. Anh em mình tiếp tục hành trình xuyên Việt cùng anh Nguyễn Tất Thắng. Rồi. Bây giờ di chuyển lát nữa nhỉ? Lát nữa. Ngồi uống rượu đấy nhỉ?
Đấy, đấy tí ra mình cùng với gia đình và anh em đi tảo mộ đấy. Để tí... Ê, anh Sương có báo đi nữa đấy. Xin chào các bác. Buổi sáng chúc các bác vui vẻ. Chào Pino nhỉ. Mặc áo tay để chào vui vẻ. Chào Tiến Kinh. Trẻ mãi không già. Chín bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó. Tưởng chú đem đàn tính. Bao nhiêu lâu rồi anh không ở nhà sàn được không? Ôi, lâu lắm, từ nhỏ rồi. Lâu lắm rồi đúng không? Anh chịu là ở đây là toàn thể chắp pin lỏng ơi, cân tay cả. Đều lớn lên từ nhà hàng hết. Tham lão này là cân tay mất cả. Cân tay, cân tay lại. Đây, đây. Đứng như ở Đan Tôn đấy nhỉ. Nói là bảo ba anh em mình người đầy hết mà các bác nhưng mà đấy. Anh Sử với bạn bạn Tùng đẹp trai hơn hơn em rồi. Để em đi lấy áo nhá. À, đi thay áo em xấu hơn các anh thì không được. Đi thay áo rồi. Đúng rồi. Cả nhà thân mến, team anh em mình đang có mặt tại khu của dòng họ nhà Xuân Hữu và bây giờ thì anh em mình đang thảo mộ cùng với các ông các bà và các bác sửa sang mộ mả cho các cụ đó. Và Tết tháng 3 thì cả nhà cũng biết là Tết Thanh Minh thì ai cũng hướng về quê hương cùng bái tổ tiên để các cụ cùng được chỉ cho con cháu được mạnh khỏe và cũng là dịp để con cháu nhớ đến công ơn của ông bà tổ tiên. Bạn Tùng hôm nay hôm nay về Thanh Minh nhà tớ là năm nay chắc là gỡ đấy bạn. Đấy, gỡ luôn. Cô gỡ chân khỏi chưa? Chưa. Vẫn đau à? Chú tưởng ông à? Sợ trời mưa đấy, mày cắm mưa đấy, nhớ lắm. Nhanh quá, không nhanh mưa được. Cố lên các bạn nhá, trời mát quá rồi. À, máy bay đấy. Đây này, máy bay đi biển đây. Cho mình một thế. Ngày mai tha hồ tiêu. Ngày mai đi nhá. Tao vào đây coi. Xuân Hiếu thì đông anh em lắm các bác ạ. Hơn 18 lốc nhà. Cầu đây cháu ơi. Xe của bác kéo lắm không xới cỏ nhưng mà vẫn xới được anh Sượng. Ok. Khỏe đấy nhỉ. Vâng. Anh ấy anh thấy em xới anh chết không? Được. Hết cả con gái rồi. Con gái mới về nhà chồng xới cỏ còn lâu mới kịp em. Còn đi em à? Lắp con này phải nhau ống con này học nhau ống quá có tầm nặng chân rồi nhưng mà tầm tí đó khó nhiều đây mới là xe rùa nó có yếu ăn phải áo ít đấy à đâu tiếp vào đi. À đừng ngóc ngóc đi. Em mà Minh có thấy mệt không em? Em khô anh ạ. À đấy khỏe đấy nhỉ. À mày được cùng Hiếu cùng với các bác trong họ. Ngày Tết Thanh Minh. Cho các cụ hồ đồ chơi. Mình với Xuân Hiếu mà Minh cùng với Xuân Hiếu sẽ làm một chuyến hành trình xuyên Việt tới đây. Chúng mong các cụ phù duy trì cho team của anh em Nguyễn Tất Thắng mình có một chuyến xuyên Việt gặp nhiều may mắn và đi lại được bình an bạn nhé. Đúng rồi. Nhà bác này là nhiều tôm lắm.
tôm không nuôi, là tôm tự nhiên, tôm sông lô. Giờ này bác có nhiều người tôm không? Bạn của bác không đi đánh được. Bác không đi đánh được à? Con gái nhà bác sinh thương thức ngoại chị ấy, sinh như diễn viên Hàn Quốc luôn. Đây, em gái này, các bác nhận xét xem có xinh không? Bà mượn cái cuốc ạ, đây ạ. Cháu đi quay phim đi. Ai à? Thế cháu không phải làm à? Ừ. Bà lại bảo Sơn Hữu đi quay phim đi. Đấy, không cần. Bà thì bảo Sơn Hữu đi quay phim đi để ghi lại hình ảnh cho các bà. Bây giờ là có các cô đang đến nữa. Năm nào cũng thế, quê nhà Xuân Hữu làm Tết Thanh Minh là lúc nào cũng đông như thế này các bác. Đây à. Bác này ở xa nhất này. Đây, chào cháu trai nhá. Vâng, chào bác. Tí nữa trưa nay sang nhà cháu ăn cơm bác nha. Vâng, ok. Ok bác. Bác cũng nhiều hơn được đấy. Bác dạo này lên cơ hả bác? Đúng rồi. Bác dạo này lên cơ rồi. Bác phải uống bằng cốc cơ. Bà thì đang giục, đang làm nhanh nha. Tem anh em mình đang nói chuyện với các cụ trong gia đình. Ông trẻ chào khán giả ấy, ông trẻ chào rồi, chào rồi. Đây. Chào khán giả nhá, chào Xuân Hữu nhá. Vâng, con chào ông. Chào khán giả. Năm nay nghe tin là ông lấy thêm bà nữa à? Đấy, đang ý là như thế, có biết ông bà có phù hộ hay không? Khả năng bà phù hộ đấy. Ông bà phù hộ cho là làm ăn phát đạt trong họ mình, bây giờ là có cái nền như thế thôi mà không lấy không được. Lấy thì mới phát đạt được, trong là làm ăn mới lên được, không nó cứ xuống. Chỗ này thì tí nữa sẽ bày mâm cúng, tí nữa thầy cũng sẽ đến và cúng đó, sẽ bày các mâm, các đồ của các cô với lại anh em trong gia đình mang đến. Khi mà ở trên chỗ của nhà Xuân Hữu có người mất thì sẽ xây nhà, làm cái nhà mộ như thế này. Ây da, nhiều đồ đấy bác nhỉ. Đấy, cái chai này khả năng chai rượu đấy, mấy chiếc đèn và cái ấm nước này để nước chè. Bố Xuân Hữu đây. Cô này là đi từ Bắc Ninh về nhà. Giờ này Bắc Ninh có gì hot không cô? Bắc Ninh nhiều cái hot. Nhiều cái hot lắm. Úi dù. Bà này sinh ra là con gái nhưng mà tướng là đàn ông. Đấy, à? Bà Trang nét luôn. Nét luôn. Bây giờ giúp hát trực tiếp quay lên màn hình ấy. Bà xử lý luôn nha. Ok chưa? Nếu bà là người đàn ông ở đây chắc bà phải hơn các cháu nhiều đấy. Vâng. Vâng. Nhưng mà bây giờ bà lại phải là bà đi lấy chồng. Vâng. Bà là được ông chăm sóc rất là kỹ lưỡng, ông hay đi sông luôn, bắt được cá sông ngon.
về tâm bổ cho bà. Còn anh này là Kasim Hoàng Vũ, chuyên bắn vô lăng vật liệu. Cũng tài xế giống như anh tiền sự. Phía bên này là các cô, này bà. Bà Thống giờ này còn đi đánh bóng không bà? Có. Bà đánh suốt, tối nào bà phải đi làm 3 set, 4 set mới về. 3, 4 set mới về. Thế. Cứ đi thể dục thể thao cho khỏe bà. Đánh cho khỏe. Đánh với bọn trẻ trẻ nhất tầm 2000 lẻ mấy đấy bà ấy. Ây da. Thế là bà đập bóng cứ đóng căng 1 mét. 1 mét. Nhảy cân luôn. Nhảy cân luôn. Không, sống cho nó khỏe. Vâng. Thể dục cho nó khỏe chân tay. Vâng. Khỏe người. Cho nên là với lại hâm mộ của bà nữa. Vâng. Vâng. Thể thao thì phải đam mê và hâm mộ mới được bà. Đấy. Nếu mà cứ ăn cơm xong cứ ở nhà bấm điện thoại thì đấy, nó cũng thành thói quen đấy. Nghỉ ngơi khoảng 30 phút một tiếng gì đấy. Vâng. Các cháu gọi là bắt đầu đi. Đấy. Vâng. Có cả bên ngoại bên hàng xóm đấy đấy. Vâng. Bố Huy, bố cháu Huy này với lại cậu Hiếu này. Bố Thế này lúc nào cũng đi rủ bà đánh ở sân bà. Vâng. Ui, thể thao luôn, thể thao. Hôm nào bà cũng ca hát với ông hát xong bà mới đi đánh bóng nha. Ai da, được đấy nhờ. Thế là ông bà là ông văn hóa, văn nghệ, đi, thể dục, thể thao đầy đủ hết ạ. Nói chuyện với ông. Vâng. Vâng, thế bà làm việc đi. Bà làm việc. Hôm nào bà dành cho con một chân để con đi đánh nhá. Vâng, ok. Như hôm nọ con đánh hay mà, sao vâng. Không đi nữa. Con không có thời gian ạ. À? Vâng, con có thời gian, bận quá bà. Thế hôm nào con lại sao nhá. Vâng ạ. Nhá. Vâng. Bà chúc con nhá. Vâng, con cảm ơn bà. Mạnh khỏe. Vâng. Đâu rồi các em gái, chào khán giả gái nhỉ. Sao lại cứ ngượng ngùng thế này nhỉ. Đấy. Đây là anh Kết Bảnh đấy. Chuyên motor đấy. Đây cô nhà Xuân Hữu này. Xe vào cô ạ, cháu giờ này khỏe lắm. Khỏe như châu phải không? Vâng. Giờ này cháu khỏe lắm. Đấy bỏ ra nha. Các con, các cháu chưa biết. Biết hết rồi. Dịch Covid hết rồi. Phải mai nít lên YouTube nhá. Nguyễn Thị Ngọc đi, bốc Nguyễn Thị Ngọc đi. Nốt, nốt, nốt bên đấy con. Lâu lắm rồi không cầm xe rùa chở đất chở cát rồi các bác. Lần này về quê là được vận động chân tay, rèn luyện sức khỏe. Cô chuẩn bị tổ chức cho các em à? Hôm qua thấy đào ránh rực rỡ lắm này. Làm từ rào. Lúp nhé, lúp nhé. Không. Cái này vẫn còn nhẹ lắm. Cái toàn cỏ, đất rồi. Đây cô. Cái bên này. Cần khó chú hả? Bình thường ông bà hay song ca bài gì đấy? À. Bài gì bà cũng hát được. Bài Hà Giang. Cứ bài Hà Giang là ông bà hát. Ông hay hát bài gì nhỉ? Bên nghệ tính này. Tìm em cô Ví Sông Lam không? Ông thử cất một tí nào. Ông thử cất lên nào. Hà Tính Quê ơi ạ. Hà Tính Quê ơi đấy. Ông thử cất một tí. Cất được. Một tí là không sao đâu mà. Học cười chứ. Không, các cụ nhà mình cũng thích nghe hát mà. Các cụ á? Vâng, các cụ. Hát cho các cụ nghe tiếng. Vâng. Các cụ mình ngày xưa làm hoạt động văn hóa văn nghệ là ác chiến lắm ấy. Tiếng múa là toàn sẵn rồi. Vâng. Bài Hà Tĩnh về. Vâng. Hà Tĩnh về ơi không? Ôi tuổi thơ. Đầu tiên mà thầy đánh bóng bà có làm đánh bóng.
khả năng hơi cao. Canh vòng gió cây khế sông để người đi mang nỗi niềm thương nhớ như quê mình nhớ mặn ca chua có bao giờ anh biết được vẫn thương trường mặn anh là trời xanh lắm biển rộng đêm trăng lên nghe câu hồ em hát xuống cho nhà nông bắt con tẹp con cua ngồi con ngựa vai mài khô lòng sông lo trời về nóng lắm ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ anh đưa em về ghé biển tắm ai ơi cô quê hồng lĩnh quê ta hồng sơn hiên ngang vườn quá ngàn bão tố đồng lục ơi mười bông hoa bất tử đi vô thiên cầm tàu anh ra khơi mênh mang câu hồ quê ơi hay quá này khó làm nhá. Vâng, cảm ơn ông nhá. Đấy, ông hát thì bà cổ vũ, chúc ông bà lúc nào cũng vui khỏe. Giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ngày mùng 3 tháng 3 là thành mình cho các cụ. Vâng. Mình phải nhớ tổ tiên của mình phải làm chứ. Vâng. Không có các cụ thì làm gì có các cháu các cháu. Đúng rồi bà. À, bình thường ở quê nhà Sơn Hữu thì cứ đến dịp lễ Tết Thanh Minh thì các chú mới được chặt cây ở gần khu vực mồ mả này các bác ạ, bởi vì là các cụ ngày xưa cứ quan niệm là chặt cây cối to ở khu vực mồ mả những ngày bình thường là không được động chạm đến mồ mả nên cũng rất khó, nên là chỉ có tranh thủ được cắt vào những dịp lễ Tết Thanh Minh như này thôi. Các bác thấy bây giờ thì mọi người đến tương đối đầy đủ, rất là đông. Xuân Hữu thì được mọi người giao nhiệm vụ ghi lại hình ảnh cho gia đình. Bây giờ mọi người vừa mới xới cỏ xong, các bác ạ, và bây giờ là đại thầy cũng đến rồi. Mọi người đang nghe nào hay ở dưới đâu? Cố lấy kẹo hoa quả để thầy cúng bắt đầu thực hiện nghi lễ cúng. Nói mới đó mà xuất miệng không? Không biết. Con tám mà dặn nó chưa. Đó gì cả? Mình lên luôn chứ. Để cho anh ngồi đấy thì đi. Cô cuối mà. Con chúc chúc mà. Trời đét luôn. Mấy cái miếng đấy mua.
Các cháu mời, các con cháu đứng về sau hộ hộ cháu tí nhá, cháu quay tí video nhá, cho đẹp nhá, con cháu đau hết đứng về sau tí. Đúng rồi đi, đúng rồi đi. Các bác đứng vào trong này chung. Ê, lôi lôi vào đây. Kẹp ơi, kẹp ơi. Kẹp ơi. Đây, con chào ông bác nha. Anh để ý xem có nhảy, có nhảy không? Nhảy hết. Ok ok, xong rồi. Đây này Hiệp ơi, bỏ vào cái làn này ra. không phải làm nước chuyển yên đâu. Bố chín cần giờ đai bộ này cần giờ con thì mưa quắc đấm leo kéo đấm đinh mổ thuần đông má hại cốt thần thì xóm kéo leo non đất thuần có họ nguyện chó trông cú già nặng lại đấm nhìn hoàn cân cú kín lại coi vai chín ma coi lùng bụng thêm man coi lùng bàn thêm tét ai hướng bảy xa là hướng bảy liệt liệt các đám coi liệt căn mà đo hắc xa căn lùng tròn liệt mà bô hẳn á xa lùng bô hẳn á nhân hậu phúc mày hết trái ngay mày hết quả thân âu thén hết đá âu khả hết chứng kiến cần cú kín lại đám coi vai kín lùng coi lùng bùm thêm han coi lùng bàn thêm tang thêm nô từ thố công thố tỷ thố công mắt chính tí tí dính leo cần biết cắn mà đôi cha cho mày từ thố công mắt chính tí tí dính na phủ long mến này thôi một khai mình trao khai một khai đấm khai này đấm phu già nặng lại đấm gì chạy thẳng loan cần biết cắn mà đôi cha cắn lùng đó nó cố chiến thân cùng đấy mà ra đấm cùng đấy đâu quắc đấm leo kéo đấm nằm đây mà cho kín đây mà đây mà cho bông đây thắng lại ta đấy qua lại bị khắc khi này một khắc đứng phút này mà à ya ya khi nên bị hòa tham tơ thân này vấn này cho bông tham nhập luôn tham luôn chỉ khi chưa no bếp cha không lắm bếp quan không thắm phút đinh nè che đinh đen phủ đinh phủ nhá hắm mày cây to hắm mày cái nặng lượn hắm mày luôn nhà tang cân các đám cân lụ lượn quan lan lượn hắm tham lượn tì thi lượn nòng các lúc lan chạy lan thà lù lan nhỉnh lan khơi lúc nhỉnh lúc khơi mình cùng đấy tham lượn tì thi lượn nòng khá đấy khẩn cây có vào cây chuối thông tham mà có cây có hạ thúc có cây chuối bụng tìm lan bản đêm tang bánh kẹo hoa quả tấu mũ khao lão nụ on đèn lùng lượng hương lùng thong liệt đắm mà bô liệt đai nai mà bô nai châu
chết mà tèo mì lẩu tèo tắc mà tèo mì cha tắc hở khai lùng chậm dọc bên khai lùng chen lại ba đám coi phớt kinh nhà đám coi ha kinh này thằng làm cô cây cô hạ thúc bộ cây thùi bụng tiệm hàn phản tiệm tên đám khu gia tăng lại đám chỗ trung hồ nguyện tăng ban ô văn này lâu trùng bắc đây lô lâu trùng cô lân mà kiến cứ Việt Nam phú xã giang tính bắc quang huyện quang minh già kiến chướng minh khai thôn nào vừa long mến xóm này mình cũng đẩy mì quắc đấm leo kéo đấm đin hồ quỳnh ông má chó trung hồ quỳnh kéo đầy ăn nặng đầy phiền tám tỷ túc phi đầy mở na cha túc cha đầy mở nửa lục cường đầy một bên đầy vô hảo mười lao vô đầy thân quốc phi thôi nhờ thôi thôi bên tham này hết thanh mỹ hở ba chuối hở cù đin cù nhá việc hở lục cờ sở tài lan tài thán đất đơn thó hồ quỳnh này thở vô đầy ăn nặng đầy cái cuốn này là cái này mưa nã dân như đây mưa quay chữ như mát như phiền như thác mát như nằm đi hậu trời chép luôn vậy thấy luôn thân tham lượn phì thi lượn nòng ước lặng hở ngõ co lặng hở đáy lúc gần chứng bị vấn này lúc tới tạm đang tới thả nó ở trang đấy bụng mà đa bụng hướng lao lửa phít chẳng thăm vô hành xa chẳng văn vô lù hà đắng vô lù hà phủ vô hành ở thế thiệt tao hà đắng chân đắm là leo cũng cho chỗ hồ phân quay cùng ở thăm được thi thi cho nòng đó mỗi cần để du hào mười lão vô đây đó mi hợp chếp lùng bảy mi thấy lông thần cùng cùng lúc cùng lan nhưng mình phén anh đây bay chạy anh dèo mà tắt cho chỗ hỏi to nã thở đắm coi chuyện ngày nay đắm luôn chuyện lão tăng lai ngày thằng văn văn này cần tham mâu cùng lấy cùng nhưng tham mâu bình yên thang thái vậy ăn là chúc vào á lục lượn hà đam bố lục hà phú mi hà nâu có thể người ta cũng phải kiếm tiền các cô là hóa nha à, hóa chốt con này nè con cá thì nó phải là cái thứ nào chút nó leo mưa lắm hả kêu chú leo gì đi rồi đấy cửa đấy anh thắng đi đi theo quay kinh nghiệm đấy cuối kế cái đây mình đã làm đây là thì cho thì ông bà con cháu các cụ ăn đấy nốt mới được ăn mà áo cho bố nha lúc đeo cái leo cho ông phở mũ bộ đồ chất luôn rồi tiền nhá tiền cho lên thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tháo lại rồi đó. Ừ, máy là mua cái máy máy phải mua riêng cái máy đâu thì mua đạp thôi có đừng đốt cái đấy đốt hết đi ai à, ở đây đã tán lộc rồi đấy nhỉ? Tán lộc của các cụ đấy. Đấy. Ở đây là cũng giống quê anh em mình thôi. Giống quê anh em mình mà. Ừ. Đâu. Bắc Quang. Đồng Yên. Đồng Yên. À. Mà nó mà phá mà thôn Kem. Vâng đúng rồi, mới qua cầu Kiềng chỗ trường cấp 3. Gần chợ. Bên dưới chợ cáo một tí. Dạ. Công việc đã xong rồi cả nhà. Và bây giờ thì là Xuân Hữu cùng với gia đình bắt đầu về nhà để chuẩn bị bữa trưa ngày hôm nay. Ở những chỗ khác thì mọi người hay ăn cơm ở mộ. Còn quê Xuân Hữu thì là không ăn cơm ở mộ bởi vì là mình ăn cơm ở mộ cũng hơi ồn, xong là đồ đạc mình vứt lung tung nó không được sạch sẽ lắm. Nên là sẽ về nhà không làm cơm, tập trung ăn ở nhà thôi. Mọi người sẽ dọn đồ đạc và tập trung về nhà các bác ạ. Đó. Mà về nhà thì sẽ lại cùng ngồi ăn cơm với nhau. Hello. Bây giờ là mỗi người đi nhà đấy hay là về tập trung nhà bạn? Nhà tớ sẽ khoảng 4-5 mâm, còn có các là cũng có các cô về. Ừ. Sang năm mới tổ chức ăn một chỗ bạn ạ. Năm nay số đi nhỉ? Năm nay là công việc cập nhật nhiều quá, mọi người chưa chuẩn bị được. Sàn này cải tiến nhỉ? Cải tiến lên bê tông rồi đấy. Sàn này là một sàn bê tông. Dần dần là cũng bê tông thôi. Bởi vì là gỗ bây giờ cũng không còn nữa. Nhưng mà chính ra bê tông hóa nó sẽ chắc chắn hơn và vững chắc hơn. Đúng rồi. Nhưng mà sau này mình muốn đổi nhà là hơi căng anh ạ. Không, nhà sàn bê tông nó hợp lý ở điểm rằng là khi mình ấy buổi tối ngủ ấy nó sẽ đúng rồi. Vấn đề hoạt động là cả nhà không biết. Đúng rồi. Còn nhà sàn kia mà lát gỗ là bước một cái là đầu bên này đầu bên kia biết hết. Có bài là cọt kẹt là xử lý là diệt con một mẹt. Nhưng mà nếu mà các cụ ông mà thấy cọt kẹt là con cháu mừng lắm đấy. Quay nhà bố kìa, đời mới. Đây là nhà sàn cải tiến. Nhà tháng 4 mới. Nhà của em trai tớ. Tháng 4 mới đấy. Anh trai à? Thế nhà anh trai đâu? Anh trai kia. Tối qua vừa dỡ nhà xong đúng không? Đến nhà xong. Sáng sớm lại lắp lại. Nhà đi bạn ơi. Hiện tại là thủ tục cho các cụ thì đã xong và mọi người đang trở lại nhà. Về đến nhà thì anh em trong team là bắt đầu nấu bữa trưa các bác ạ. Và đây là món thịt lợn nướng đang thơm phừng luôn. Ôi dồi ôi, đang đói mà nhìn thấy cảnh này thì không biết thế nào. Hiện tại gia đình đã chuẩn bị xong hết mâm cỗ rồi. Mâm cỗ ngày Thanh Minh rồi các bác. Cái này thịt trâu.
Bắt chai rồi, bắt chai em hai bà thôi em. Để mời đi hết rồi, không cần nữa. Đó, hình hình cứ nói chở 5.600 rồi. 3.600. Hai chục bốn hết. Ở nhà ông làm thầy ấy đấy, ông thầy mầm ấy, thầy mầm ấy, nó ông mầm mới làm cho mà. Xuân Hữu cảm ơn anh Nguyễn Tất Thắng đã cho Xuân Hữu đồng hành cùng với team anh Nguyễn Tất Thắng và đã có mặt tại nhà Xuân Hữu ngày lễ tảo mộ ngày hôm nay. Xin chào các bác nha. Hiện tại anh em trong team vừa di chuyển từ Bắc Quang, chỗ nhà Xuân Hữu xuống đến Mỹ Bằng, quê hương của anh Tất Thắng. Và đây là ngôi nhà riêng của anh. Tối nay thì team sẽ ăn cơm tại nhà anh Thắng. Anh em sẽ nghỉ ngơi ở đây và chuẩn bị cho một hành trình vào buổi sáng mai. Sáng mai anh em sẽ di chuyển xuống Phú Thọ. Và xin mời các bác sẽ theo dõi tập tiếp theo của anh em mình. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã ủng hộ team Nguyễn Tất Thắng. Chúc toàn thể quý cô bác thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.